Ôi chào mọi người còn nhớ cái video ngày 27 của mình không? Nhịp tăng cuối cùng. Và theo Elliott thì nó sẽ có một cú fail bridge ở sát cái đỉnh này và đi xuống này các bạn. Thì quả thật như vậy, ngày hôm nay các bạn thấy rõ ràng con sóng Elliott của mình đã phát huy hiệu quả. Các bạn thấy nó đi đúng 5 sóng và nó có một cú fail bridge và test cái đáy này các bạn thấy không? Test cái đáy vùng 39k3, 49k5 này các bạn. Và hiện tại giá đang sập xuống mà không biết nó có thủng không các bạn. Thì hôm qua mình cảnh báo các bạn lại một lần nữa về cái kế hoạch giao dịch của mình, đó là cái sóng Elliott này có thể đập giá xuống, từ cái đỉnh nó sẽ đập xuống và hiện tại nó sẽ đi tới đâu, các bạn có chạy kịp không, các bạn chạy kịp không? Hôm qua thì mình có kịp vô một cái lệnh short y như cái plan của mình trong cái video này, nhịp tăng cuối cùng này mình có nói các bạn mình sẽ tìm một cái điểm short ở cái vùng này để short xuống và mình bắt một cái lệnh để có tiền ăn sáng các bạn à. Thì nó cũng đang lãi nhẹ nhẹ khoảng 38 đô thôi, không nhiều lắm, volume này là rất là nhỏ đối với rất nhiều người, rất là nhỏ nhưng mà cũng đủ ăn đó các bạn, đủ có tiền ăn rồi. Thì plan của mình đã tạo ra hiệu quả giao dịch đó để đem lại lợi nhuận cho mình, và mình cũng có nhắc nhở anh em là hãy thoát lệnh, nếu mà nó lên mà nó yếu thì hãy thoát lệnh đó, đó. Các bạn thấy không, lực lên yếu xìu nè, những cây đây không thấy đâu hết mà toàn những cây rí rí bé bé nè, thì anh em nhảy thuyền đó. Thì tới khoảng 1-2 giờ sáng ngày hôm nay nè, 28 tháng 12 nè, thì giá bắt đầu đổ xuống, thì đúng như những gì mình đã dự đoán từ trước, lúc giá nó còn nằm ở đây thì mình đã nói về cái đoạn này rồi. Ok, như vậy thì bây giờ giá nó sẽ đi đâu, giá sẽ đi đâu mọi người? Mình cùng phân tích Bitcoin hiện tại và tương lai của nó trong ngắn hạn nha các bạn. Dài hạn thì cũng khó mà nói lắm. Rồi về ngắn hạn. Về ngắn hạn thì giá nó đã đi đủ 5 sóng. Đây, sóng Elliott đã đi đủ 5 sóng. Thì bây giờ nó sẽ có điều gì xảy ra? Nó sẽ bắt đầu đi sóng A, sóng B và sóng C. Đây là sóng A này. Hiện tại mình chưa biết nó có kết thúc con sóng A chưa, bởi vì cái lực xuống rất là mạnh nè, bạn thấy những cây volume rất là lớn nè. Như vậy thì mình chưa biết con sóng A này đã dừng chưa, nhưng hiện tại chỗ này có một cái kháng cự rất là mạnh nè các bạn. Chỗ này có một cái hỗ trợ mạnh. Đây, cái vùng đó là vùng này. Và giá đang tiếp cận cái hỗ trợ đó, volume thì mạnh, hiện tượng rút râu thì vẫn chưa thấy. Như vậy thì nếu cái hỗ trợ đây giữ được thì sóng A sẽ kết thúc ở cái hỗ trợ này và sẽ có một con sóng hồi lên, đó là sóng B. Thì khi hết con sóng B nó sẽ đập xuống con sóng C. Sóng C này á, hên xui nó có thể nó về cái đáy đây nè. Có những cái mức đáy mà các bạn cần lưu tâm á. Cái đáy hiện tại là nó đang giữ giá chưa rớt xuống này. Cái đáy tiếp theo là cái đáy của con sóng 2 này các bạn. Đó cũng là một cái đáy đáng để lưu tâm. Thì khả năng sóng C sẽ về cái đáy 2 này nè. Nhưng đôi khi sóng C nó là một cái sóng dài á. Thì cái đây là vùng tiếp theo nè. Mà nếu mình nói lại nè, nếu con sóng C mà nó mạnh á, nó về được cái đáy này á, nếu con sóng C nó mạnh nó về được cái đáy này á, thì cẩn thận cái đáy này bị lủng. Tại vì các bạn nhìn nè, giá nó đã test mấy lần rồi nè, giá nó đã test mấy lần rồi á. Nếu mà nó test thêm lần thứ 5, thứ 6 đây á, thì không biết là nó có sập không nha các bạn. Thì sập thì tiếp theo là gì? 40.000 này các bạn. Vùng ban 40.000 sẽ welcome các bạn. Cứ thế mà từ từ mà căng xuống thôi. Thì ai mà biết được các bạn, hiện tại thì nó không lên được thì nó phải xuống thôi. Đó. Thì trước mắt mình nhìn lại cái đợt sập vừa rồi á, trên khung H1. Chủ lực của đợt sập đó là ba cây nến full thân. Cũng không phải full thân lắm. Nhưng mà volume nó lớn này các bạn, trên khung H1 nó đổ xuống. Lực sập mạnh rõ ràng. Và nó kéo các cái khung thời gian khác, ví dụ như khung H2 này cũng đổ xuống những cái cây rất là tuyệt vời nè. Khung H4. Khung H4 bạn thấy không? Khung H4 nó đổ ba cây nến đỏ. Một cây pin 3 này, rồi hai cây nến đỏ tiếp theo này thì đang bị cản bởi cái vùng này. Rồi như vậy thì có khả năng nó lủng đó các bạn, nhìn những cái cây volume này thì cũng không phải là bé đâu. Thì H4 mà lủng xuống thì chúng ta xác định ABC thì sẽ đi xuống tiếp, nó kéo xuống, nó sẽ phá lần lượt những cái hỗ trợ này. Đó. Những cái vùng đó, những vùng nhạy cảm, nếu giá giữ được thì nó sẽ lần thần tiếp, còn nếu không giữ được nó cứ đi xuống thì xuống y như cái bậc thang vậy các bạn. Thì bây giờ hiện tại mình không dự đoán được nhiều đâu, tại vì
nói nhiều quá thì nó sẽ sai đó các bạn. Nói mà giờ mình phán đoán, ví dụ nó đi xuống này nó lên đi thì nó sẽ sai, nói nhiều quá nó sai. Nhưng mà trước mắt thì cái vùng này đang đỡ được giá này, nó phá vùng này thì nó về vùng này, phá thì nó về vùng này, phá nữa nó xuống, cứ vậy thôi. Hiện tại thì mình thấy cái lực cũng khá mạnh đó, nhưng chưa tạo đà giảm trên các khung nhỏ. Đà giảm là gì, mình cũng hay nhắc tới video đó, tức là cái RSI nó cắm xuống cái vùng 8, vùng 20 này, nó gọi là đà giảm. Thì vẫn mình khung 15, khung 15 vẫn chưa xuất hiện đà giảm. Đó cũng là hy vọng cho một con sóng điều chỉnh sớm xảy ra đó các bạn. Khung nhỏ hơn, khung 5M cũng không có đà giảm. Như vậy thì cái lực xuống nó đã gần cạn rồi các bạn. Mình nói gần cạn là trong một cái đợt sập giá như thế này thôi, là lực xuống đã gần cạn rồi, chứ không phải là nó cạn là nó dừng lại đâu các bạn. Nó cạn có thể nó xuống đây, nó lên, nó xuống tiếp. Thì bây giờ có thể các bạn sẽ đón nhận một đợt điều chỉnh nhẹ, giá sẽ vòng lên một chút, rồi vòng lên này nếu mà lực mạnh lên phủ nhận cái cây này thì hy vọng nó sẽ lên được cao hơn. Nhưng mà hiện tại thì mình đang chờ một cái đợt hồi xuống vậy, và nếu xem thế nào xem xét, nếu mà lên mạnh thì mình cắt cái lệnh của mình, mình cắt cái lệnh của mình. Nếu mà nó lên yếu yếu á thì mình cho cái lệnh đi tiếp ăn sóng C luôn các bạn. Đó là cái plan, ai mà đã bắt được cái khúc này thì tuyệt vời quá, hoặc là nhảy lệnh ở khúc này thì quá tuyệt vời rồi, đúng y như plan mình đã cho, đúng y như plan mình đã cho. Thì ai mà nhảy được kịp lệnh thì quá tốt. Thật ra mà khi Bitcoin bạn thấy không, nó lên xuống có một chút như thế này thôi mà nó kéo altcoin của mình nè, rơi rất là thảm. Ví dụ con Rose các bạn thấy không, chỉ cần Bitcoin nó hỉ mũi một phát thôi, bạn thấy mất 12% liền đó. SSB của mình nè đang lên rất là thơm tha nè, các bạn thấy không, về entry rồi nè, đó bay 10% liền đó. Bitcoin mà nhảy mũi thì coin nào cũng rơi thôi đó. Solo này hôm qua bạn nào hỏi mình con Solo nè, chỉ cần Bitcoin nó hết hơi một phát là rớt 10%. INS cũng vậy, đây fail bridge nè các bạn thấy không, đây là cái kênh chéo này nó đi lên nè, vừa lên được chút ngấp nghé nó đập xuống phát nè, các bạn thấy không. Khúc này cũng phải mười mấy phần trăm á đó, 10% luôn, chưa biết là nó có đi nữa không nha. Bây giờ giả sử như Bitcoin hồi phục á thì chắc gì thằng này đã mò lên được trên này, nó lại tiếp tục nó rơi một nhịp xuống như này nữa đó. Con này cũng vậy, chắc gì đã lên được nó lại rơi nữa cho xem. Bitcoin bây giờ nó thống trị mạnh một phát là đó, Bitcoin dominant nó tăng lên nè, Bitcoin dominant tăng lên thì altcoin nó sập thôi. Giờ Bitcoin có hồi, giả sử Bitcoin hồi lên được vùng này thì chắc gì altcoin đã hồi được lên vùng đó đâu. Nên là mình mới nói cái mùa này không nên vô altcoin các bạn. Ăn thì khó mà thua thì dễ. Đương nhiên vẫn có nhiều bạn ăn được, đó là những bạn rất là giỏi, mình không kể. Nhưng mà nếu chúng ta là người chơi bình thường thôi mà chúng ta đu altcoin bây giờ rất là rủi ro. Các bạn thấy nó sập hết rồi không? Đó, đó là vài nhận định về Bitcoin và altcoin của mình. Hiện tại thì cứ chờ thôi các bạn, tại vì bắt đầu khi cái sóng giảm nó bắt đầu nó sập xuống rồi thì nó đã vào mô hình Elliott là ABC rồi. ABC thì nó sẽ xuống nữa thôi. 48.000 đang chờ đó, chờ thôi. Chờ phản xạ, nếu nó phản ứng chỗ này tốt thì mình lại bắt mình long ngay chỗ này. Để mình xem khung lớn có gì đáng quan tâm không nào. Xem khung lớn nó có cái gì đáng chú ý không. Khung lớn thì vỡ rồi nè bạn, khung H4 là coi như vỡ, tạm thời là vỡ rồi nè. H12 để xem nè, H12 cũng xấu rồi. Cây pin 3 này rất là mạnh nè, pin 3 volume lớn nè. Đó rồi, cá tiếp theo là một cái cây tạo một mô hình sao băng nè các bạn. Mình cũng nhớ gọi là sao băng hay gì, nhưng mà đại loại là có một cây xanh nè, cây pin 3 nè, cây đỏ nè. Mô hình đánh nhập này là mô hình đảo chiều đó các bạn. Khung lớn đảo chiều rồi, giờ con xem khung đây thử. Khung đây cũng tương đối giống khung H12 này. Rồi, nó đã đi xuống rồi, kể đây bắt đầu cắm xuống. Để mình xem khung lớn hơn thế này. Khung 2 đây thì cũng bắt đầu thành cái bình 3. 3D thế này. 3D. Đó, thì mình cũng hay nói với các bạn khung 3D đó. Hôm qua mình nói khung 3D nó có cái doji này. Thì dễ lắm là cái thằng này nó lại xuống đây, nó làm cái nhịp thành hai cái đáy như thế này nè, thì khả năng đi lên nó mới mạnh được các bạn. Còn hiện tại nó đụng đây nó rớt xuống là đúng đúng bài luôn rồi các bạn. Tuần trên thế này có hy vọng được không? Tuần yếu quá các bạn, tuần hết lực rồi các bạn. Nhìn này, tuần này phân kỳ này thấy không, phân kỳ này không, tuần cũng phán quyết xấu rồi các bạn. Thì cứ hiện tại khung lớn thì nó đi chậm lắm, mình không có thấy được đâu, không có
không có dựa vào khung đá để mình giao dịch được đâu. Mình chỉ dựa vào những khung nhỏ nhỏ để mình đánh thôi, khung lớn khó đánh lắm. Thì đó là những cái nhận định cơ bản của mình, ABC thôi. Rồi. Chúc các bạn thoát hàng thành công. Đừng có mà đu đỉnh nữa nha các bạn. Ngày xưa các bạn đu ở cái khung đu ở cái vùng 64.000 nè. Các bạn được cá mập nó vớt về bờ ngay chỗ này rồi. Giờ không lẽ đu nữa nè. Không lẽ đu nữa nè các bạn. Có ai thoát hàng được kịp chỗ này không? Ai thoát hàng được kịp chỗ này thì comment mình chúc mừng nha các bạn. Comment để mình chúc mừng các bạn. Còn ai mà lỡ ăn nguyên cây sập này rồi thôi, chịu thua. Cơ hội quá nhiều lần để thoát hàng. Rồi bây giờ mình thực sự mà nói là bây giờ mình chỉ chờ thôi chứ mình cũng chẳng biết nó đi đâu đâu. Nó cứ bây giờ cái khúc này thì cũng khó đoán lắm các bạn. Không biết là nó về đây hay là nó về một chút vậy thôi. Thôi tới đâu hay tới đó. Tới đâu mình hay tới đó thôi, tới đâu mình phân tích tới đó. Phân tích xa quá nó cặp. Các bạn thấy từ tối qua tới giờ này, 15M nó xuống đều 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 đều, không thấy một cái đợt phục hồi nào. Không thấy một cái đợt phục hồi nào. Xuống 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 một cái lực bán liên tục thế này. Đặc biệt là những cái khung như H4 này. Những cây đã rất là mạnh. Hơi bị xấu. Trên like thì gãy rồi, trên like thì gãy rồi. Rồi vậy thôi, kế hoạch thoát lệnh của các hy vọng là mọi người tin tưởng mình và thoát lệnh đúng như cái vùng mà mình nói. Thì các bạn đã có lãi đút túi rồi. Còn ai mà mạnh tay hơn sót một cái lệnh như mình nữa. Nếu mà ai đã sót vài ngàn đô, 5-7 ngàn đô thì cũng thấm túi rồi. Rồi cảm ơn các bạn đã xem. Các bạn nhớ theo dõi kênh mình để mình có những cập nhật mới nhất nha. Hiện tại thì thị trường nó chỉ vậy thôi, nó chỉ đi dập dình đi xuống thôi. Mình chờ một cái lực mạnh để nó xem thử cá, nếu có một lực mạnh bất ngờ bắn lên thì có thể lên tiếp. Còn nếu không có lực mạnh thì nó cứ đi xuống thôi các bạn, hết hết lực lên rồi. Cảm ơn các bạn đã xem.